Rồi ngày 25 tháng 8 năm 2023, khi Hồng Loan và luật sư lên tòa làm việc thì cũng được tòa thông báo rằng hôm 28 tháng 7 năm 2023, bà Thanh Hương, người đại diện theo ủy quyền của bà Hồng Phượng, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan, đã có bản tự khai yêu cầu tòa án xem xét giải quyết, công nhận và thực hiện theo quyết định của nghệ sĩ Vũ Linh khi còn sống, đã cho Hồng Phượng căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Nói một cách dễ hiểu là yêu cầu trong văn bản tự khai này chính là yêu cầu tòa án xem xét di chúc miệng. Vì vậy, tòa án cũng đã yêu cầu bà Hồng Phượng, nếu muốn tòa xem xét di chúc miệng thì bà Hồng Phượng phải có đơn yêu cầu lấy vào độc lập đó, và tòa xem xét thụ lý yêu cầu độc lập thì mới có cơ sở để tòa xem xét giải quyết yêu cầu của bà Hồng Phượng trong vụ án này. Vì vậy, nếu chúng ta tiếp tục chờ xem bà Hồng Phượng có yêu cầu tòa án giải quyết không nhé, chúng ta chờ qua lễ nhé. Ở đây thì nó lại có một cái nội dung như thế này nè. Như vậy nha, khi mà tòa mời lên làm việc đó thì ở đây là có bà Thanh Hương là cái người đại diện theo ủy quyền của bà Hồng Phượng, dấu yêu đó, người em yêu dấu đó, thì bà Hồng Phượng không trực tiếp ở lên tòa, có quyền đi theo hoặc là không đi, bởi vì bà Thanh Hương là người đại diện theo ủy quyền rồi. Thì trong đó có bản tự khai yêu cầu tòa án á, là công nhận thực hiện theo quyết định của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là khi còn sống đã cho Hồng Phượng căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Nói một cách nôm na đã biết hết rồi, là yêu cầu á, trong văn bản tự khai thì bà Hồng Phượng nói rằng là xem xét di chúc miệng là cái lúc mà cái video clip mà có ông Đông Dương đó nói là căn nhà này cậu sẽ cho con hả này kia đó, thì yêu cầu tòa án là xem xét đó là di chúc, đúng không? Thì như tôi phân tích nhiều lần rồi, di chúc có nhiều cách làm lắm. Một là di chúc là ra văn phòng công chứng, đúng không? Hai là làm di chúc bằng miệng. Thứ ba là di chúc viết tay, có người làm chứng hoặc không có người làm chứng. Nếu di chúc mà viết tay đó thì phải tự mình viết ra, là không cần thiết phải có người làm chứng. Còn nếu mà di chúc mà viết bằng cái văn bản bằng cái máy tính đó, mà mình ký tên không thôi đó, thì phải có ít nhất là 2 người làm chứng. Di chúc có rất nhiều cách để làm, không phải di chúc là phải đi hễ đi công chứng mới có hiệu lực, không phải. Di chúc có quyền làm bằng nhiều cách, ra văn phòng công chứng chỉ là một trong những cách mà thôi. Ở đây thì có một cái gọi là di chúc bằng miệng. Di chúc miệng chỉ có hiệu lực và giá trị khi và chỉ khi người đó rơi vào trường hợp là thập tử nhất sinh đó, khi mà bị quýnh rơi núi á đó. Đó, khi mà bị quýnh mà tiêm chưởng á, mà quýnh rơi núi đó, là trong lúc mà bay từ trên vực va xuống núi đó, lúc đó là thập tử nhất sinh, đúng không? Thì lúc đó sẽ là thường hay là nói lên, à, tôi để lại cuốn bí kíp ở trong cái căn phòng bí mật nào đó, đề nghị là hai vị từ trên vực là nghe rõ nha, khi mà tôi mất rồi thì di chúc đó, cái bí kíp đó là tôi để lại cho đệ tử của tôi, là trong lúc mà bay vừa bay xuống vực đó, là lúc mà bay là sẽ nói, chứ mà rớt xuống vực nhiều khi chết luôn sao, đúng không? Đó, nhiều khi rớt xuống vực là chết luôn sao, đâu đâu nói được. Thì trong cái lúc mà bị quýnh mặt văng xuống vực, trong lúc mà bay xuống đó, thì từ cái vực bay xuống dưới hang đá khoảng tầm đâu đó là 1 phút mới bay bay xuống được, thì đang trong lúc mà bay đó thì phải nói cho bằng được là tôi có 2 cuốn bí kíp võ công để ở cái căn phòng bí mật nào đó, tôi truyền 2 cuốn đó lại cho đệ tử số 1, số 2 của tôi, đề nghị hai vị ở trên 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 núi đó là phải ghi nhận nội dung này rồi về viết ra bằng văn bản, đem ra ngoài ủy ban nhân dân phường ký tên xác nhận vô là ông này ông ấy đang bị rơi xuống vực, tôi nghe ông nói vậy, ông để lại cái lời nói đó cho 2 đứa đệ tử của ông, đem ra ngoài ủy ban ký xác nhận vô, đóng dấu vô, thì cái đó nó mới có giá trị. Chứ làm gì có cái chuyện là ông nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đang ngồi nói chuyện rồi uống một ly bia, ăn uống đàng hoàng rồi quay clip mà 2 năm sau mới tung lên mạng rồi lập vi bằng rồi nói rằng là đó là di chúc miệng. Trời ơi, đó là nói chơi chứ làm gì có coi là di chúc miệng. Ở đây di chúc miệng là khi người đó thập tử nhất sinh, nằm trong bệnh viện hoặc nằm ở nhà hấp hối, hoặc là đang trong lúc là bệnh viện là xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, kính mong người nhà thông cảm. Nếu như trường hợp đó đó thì lúc đó là người nhà sẽ có di chúc miệng rồi ít nhất là 2 người làm chứng quay clip lại,
rồi đem ra ngoài ủy ban nhân dân phường đóng dấu ký tên từ lời nói của cái hai người làm chứng đó, thì lúc đó nó mới có giá trị. Và thậm chí có những trường hợp cái người bị bệnh đó, sau 3 tháng họ hết bệnh thì di chúc đó đâu còn hiệu lực nữa. Đâu phải người nào đang trong tình huống là thập tử nhất sinh là lúc đó họ chết luôn đâu. Có thể là 3 tháng sau họ khỏe mạnh lại, di chúc đó đương nhiên mất hiệu lực. Cho nên là ông Vũ Linh nè, thứ nhất là ngồi ăn uống nè, thứ hai ngồi mạnh khỏe nè, thứ ba là ngồi nói chuyện vui nè, thứ tư là chỉ có một người làm chứng nè, rồi quay clip nè, rồi 2-3 năm sau mới lập vi bằng nè. Cái đó xin thưa rằng là đâu phải di chúc, cái đó là mình tự đánh tráo khái niệm là di chúc. Bản thân của tôi nhìn nhận đó là một cái clip nói chuyện cho vui, nói chuyện tiếu lâm với nhau mà thôi, chứ làm gì cái đó là di chúc. Chúng ta lấy quá ngộ nhận hay chúng ta thật sự hiểu nhưng chúng ta lại cố tình không hiểu, đó không phải là di chúc, đúng không quý vị? Tôi không biết là ông nào để tư vấn cái đó là di chúc thì tôi cũng chịu. Thiệt, tôi không biết ai tư vấn cái đó là di chúc thì tôi cũng chịu. Vì vậy, nhưng mà nói thêm nha, ở đây đó, đối với chuyện mà yêu cầu độc lập từ phía người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan, đề nghị tòa án giải quyết một cái câu chuyện pháp luật nào của mình, mà nếu như người đó đó mà dưới 60 tuổi thì người đó phải đóng cái tiền tạm ứng án phí nha quý vị nha. Người trên 60 tuổi đó là không cần phải đóng tạm ứng án phí, nhưng mà người dưới 60 tuổi là phải đóng tạm ứng án phí theo quy định pháp luật về án phí nha. Thì trong trường hợp này, nếu như Hồng Phượng có đề nghị tòa án công nhận cái lời nói của ông Vũ Linh trong một cái clip là di chúc bằng miệng đó ha, nếu như mà có yêu cầu đó thì tòa sẽ xem xét rồi tòa cho đóng là tạm ứng án phí. Mà nếu như là tòa bác yêu cầu đó khi mà vụ án được xét xử đó, thì lúc đó là phải đóng thêm cái tiền tạm ứng án phí 50% còn lại là mất tiền ha. Nếu tòa đồng ý thì là mình sẽ được trả về, còn nếu tòa không chấp nhận là đóng thêm 50% tiền tạm ứng án phí nữa mới được xem là án phí. Các quý vị ha. Rồi, đó là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai nè, về việc thu thập thông tin quyên góp phúng điếu. Hiện đã đóng link, cái đường link của Hồng Loan đó, nó thường là đưa cái đường link đó lên để thu thập cái tiền mà nói rằng là người nào chuyển tiền về để làm cái hỗ trợ đám tang cho ông Vũ Linh đó. Thì Hồng Loan trước đây có làm một số cái đường link và chốt số liệu đến ngày 31 đây tháng 8. Thông tin thu thập được phía Hồng Loan đang có, là luật sư có nói luôn là Hồng Loan đang có cái danh sách dữ liệu thông tin bí mật. Nên quý vị, giống như là cú bí kíp gì đó, khi mà chỗ mà rớt xuống núi xong rồi là vô cái hang động, mở ra mấy cái mấy mấy cái gọi là mấy cái mật thất á, là nó có cái cuốn bí kíp trong đó đó. Thì cái bí kíp đó là những cái tờ giấy sao kê nằm trong đó đó, Hồng Loan đang giữ mà. So với thông tin bà Hồng Phượng chủ động công bố trên mạng tại buổi họp báo ngày 16 tháng 6 năm 2023 thì số liệu hai bên rất chênh lệch. Không biết chênh lệch như thế nào. Có thể là số liệu là chỗ Hồng Loan là chỉ có từng chừng 200 triệu đi, đúng không? Ở chỗ của Hồng Phượng là 1 tỷ, 1 tỷ không trăm mấy chục đó, thì rõ ràng là chỗ của Hồng Loan là có 200 triệu, mà chỗ Hồng Phượng nhiều hơn là có sự chênh lệch, đúng không? Đâu biết được. Rồi cũng có thể là số liệu của Hồng Loan nhiều hơn số liệu của Hồng Phượng, nhưng mà tôi thấy như thế này nè, có sự thì số liệu hai bên rất chênh lệch nên hiện tại chưa thể khẳng định số liệu bên nào đúng. Thì chỗ luật sư Hồng Loan nói như vậy là hợp lý, đúng không? Nói chung là hiểu, nhưng mà nói như vậy rất là hợp lý, có sự chênh lệch thôi. Vậy nè, nó chính xác nè, thì số liệu hai bên rất chênh lệch. Hồi xưa chỗ Ni á, Ni nói nè, có sự chênh lệch. Ni là không có chữ rất nha, Ni chỉ có chữ là chênh lệch thôi, là 200 mấy chục triệu đó là Ni là bị dứt một cái vi bằng, đúng không? Còn bây giờ nè, chỗ luật sư của Hồng Loan nè, rất chênh lệch mà không có nói số liệu ra, cho nên là ở hai bên là có một cái sự gọi là
khác biệt đúng không quý vị? Có sự khác biệt chứ. Luật sư của Hồng Loan nói rằng là rất trên lệch, Hà Hỏng nói trên lệch nhiều. Còn cô Ni á, nói nhẹ nhàng hơn, trên lệch 200 mấy chục triệu Hà. Đó. Thì nói chung là có trên lệch á, mà trên lệch là cao hay trên lệch thấp thì không biết, đúng không? Nhiều khi số liệu của Hồng Loan là chỉ có 200 triệu, rồi số liệu Hồng Phượng đưa ra là tỷ mấy, thì dĩ nhiên là số liệu Hồng Phượng là nhiều hơn chứ. Cái đó là Hồng Phượng là kê khai nhiều hơn chứ còn gì nữa đúng không quý vị? Đúng không? Tôi có quyền đưa ra nhiều nhận định lắm. Bởi vì hai bên nói là rõ ràng là có chênh lệch thôi, còn chênh lệch nhiều hay chênh lệch ít làm sao tôi biết được, đúng không? Mà tôi cũng đang trông chờ số liệu này chênh lệch như thế nào. Tôi là khán giả mà, tôi cũng đang rất trông chờ vào số liệu này. Trời, mà được số liệu mà đưa ra một cái là hú hồn luôn á, thiệt. Số liệu đưa ra là nhiều khi mình bất ngờ luôn á. Tôi nhiều khi tôi cũng hóng chuyện lắm quý vị. À, tôi hóng dữ lắm. Làm sao mình biết được chính xác? Chỉ có người trong cuộc họ mới hiểu thôi, chứ làm sao mình người ngoài mà mình biết được, đúng không? Mình thì cũng là đang rất là trong chờ thôi, chứ làm sao mình biết được số liệu là như thế nào. Về phía Hồng Loan thì luật sư cùng các bạn Loan, Nina, Nasi, Nguyễn là bà Ni đúng không, sẽ hết sức thận trọng xác minh, kiểm tra lại tất cả số liệu từ việc thu thập từ link, từ việc khán giả chủ động chụp hình gửi chứng từ qua Zalo, Facebook vân vân và mây mây. Sau khi xác minh xong thì phía Loan sẽ quyết định thực hiện biện pháp nào tiếp theo. À, thu thập xong rồi là phía chỗ Hồng Loan sẽ thực hiện biện pháp nào tiếp theo. Rất mong mọi người yên tâm chờ đợi và chỉ nên có những hành động tích cực trên không gian mạng để ủng hộ Loan nhé. À, quý là sau khi thu thập xong hết rồi, biện pháp nào tiếp theo thì Loan sẽ quyết định dựa trên sự tư vấn của chỗ phía luật sư, làm sao cho nó phù hợp pháp luật nhất. À, quý vị ha. À, một là gửi cho công an nè, hai là gì, gửi tòa án nè, còn thứ ba nữa công bố trên không gian mạng nè, để lấy lại uy tín của ông nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nè. Nhiều biện pháp lắm. Còn biện pháp nào thì từ từ cháu nó cũng nhờ, để cho Hồng Loan và luật sư sẽ tư vấn cho quý vị. À, nhưng mà tôi thích một câu như thế này nè. Rất mong mọi người yên tâm, chờ đợi là hạnh phúc. Hạnh phúc là tôi thêm vô đó. Và chỉ nên có những hành động tích cực trên không gian mạng để ủng hộ Hồng Loan nhé. À, tôi là tôi thích cái chữ của cái bà luật sư này là gì? Số liệu hai bên rất chênh lệch. Trời ơi, một câu rất là nhẹ nhàng luôn mà rất là thấm thía luôn. Rất chênh lệch, mà chênh lệch cao hay chênh lệch thấp thì làm sao ai biết được, đúng không? Bà rất có kinh nghiệm viết, luật sư Hồng Loan đó là có kinh nghiệm viết. Hồi hôm bữa Ni á, Ni viết là chênh lệch 200 mấy, rồi đưa ra số liệu cộng trừ nhân chia. Ni viết Ni cộng sai sao? Đúng vậy, Ni cộng sai. Mà 200 mấy ghi 200 mấy Hà nữa chứ. Xin thưa quý vị, theo quy định của pháp luật, đối với những tội mà trục lợi: một, lạm dụng tín nhiệm; hai, lừa đảo; ba, công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác, thì đối với trường hợp mà rơi vào số tiền từ 200 triệu đến 500 triệu, rơi vào khung 3, nghe quý vị ha, rơi vào khung 3. Cho nên thì vậy đó, thường á, khung 1 á, là từ 1 năm tới 3 năm, khung 2 á, là từ 3 năm cho đến đâu đó là khoảng là 5 năm hay 7 năm gì đó, khung 3 là từ 5 năm cho đến là 10 năm. À, đối với những số tiền mà lừa đảo, lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản hay là trục lợi, lạm dụng chức vụ đó, thông thường là vậy ha. Vậy mà Ni còn dám nói là trên lệch 200 mấy Hà nữa chứ. Bà Ni được là phi bằng là đúng rồi, không có sai, không có sai chỗ nào hết, là phi bằng là đúng. Còn viết như bên đây, viết vậy là đúng nè, số liệu hai bên rất trên lệch thôi, mình vô một cái cụm từ là tính từ rất thôi, đúng không? Chỗ Ni viết thiếu, Ni viết là trên lệch 200 mấy, viết đây là phi bằng đúng rồi. Còn người ta viết nè, rất trên lệch, còn trên lệch như thế nào, không nói. Giống như hồi xưa ông Đặng Lê Nguyên Vũ có nói đó, tiền nhiều để làm gì, nhưng mà vì sao có tiền, ổng không có nói, đúng không? Một câu rất là hay chứ, tiền nhiều để làm gì, nhưng mà vì sao có tiền, làm gì để có tiền thì ổng không có nói, đâu có gì ha. Rồi tiếp theo nè,
Theo thông tin trên mạng thì phía đối lập đã chủ động có đơn tố giác gửi cho cơ quan điều tra. Trời đất ơi, không tin nổi luôn. Thiệt luôn hả? Theo thông tin trên mạng hả? Tôi cũng là đang đọc lại cái lời nói này nha, tôi không biết có hay không nữa quý vị. Vì vậy, lúc này Loan cũng chưa cần làm gì cả. Nếu đúng như những gì họ đã công bố, gửi đơn tố giác, thì mình chỉ cần ngồi chờ cơ quan điều tra vào cuộc để Loan phối hợp cung cấp thông tin điều tra, làm rõ tất cả các vấn đề mà cộng đồng mạng quan tâm về quyên góp Phúng Điếu. À, như vậy là ở đây á, chỗ của Hồng Loan là chọn phương án gì biết không? Tương kế tụ kế. Mình không tự chủ động mà mình sẽ chờ, bởi vì theo cái kết cấu cơ quan nè, theo thông tin trên mạng thì phía đối lập đã chủ động có đơn tố giác gửi cơ quan điều tra. Vì vậy, lúc này Loan cũng chưa cần làm gì cả, đó chính là tương kế và tụ kế. Đúng không? Đây là cách là tương kế tụ kế. Mình mà chủ động thì thường hay nói gì? Tiên hạ thủ vi cường. Đó. Nhưng mà trong trường hợp này là chỗ Hồng Loan là chọn phương án là tương kế tụ kế. Đúng không? Học 36 kế của Tôn Tẫn cũng dữ dằn lắm chứ bộ. Đấy. Thì khi cơ quan điều tra họ mời lên, lúc đó mình đẩy hồ sơ vô khi mà mình đã có đầy đủ chứng cứ. Đúng không quý vị? Đấy. Hồng Loan là chọn phương án này, tôi cho rằng là cũng hợp lý đó. Mình không chủ động trước, mình không hạ thủ vi cường, nhưng mà mình sẽ tương kế tụ kế. Một câu chuyện khá hay ha. Về hợp đồng giữa bà Hồng Phượng với BH Media thì Loan chắc chắn sẽ có động thái pháp lý sắp tới. À, như vậy thì là theo tinh thần này là Hồng Loan chưa có một cái động thái nào về câu chuyện của pháp lý của BH Media hết, mà chỉ là những câu nói qua lại với nhau thôi. À, cuối cùng luật sư muốn chia sẻ rằng, cũng như Hồng Loan đã chia sẻ với cô chú các anh chị trên bài đăng ngày 30 tháng 8 năm 2023, thì rõ ràng là với tôi đó, trường hợp của BH Media như thông tin từ phía của chỗ cộng đồng mạng và báo chí trước đây có đăng đó, thì chỉ có cái người đủ cái điều kiện về thừa kế hoặc là người đại diện trong phía gia đình của cái người mất đó, mới được quyền ký kết hợp đồng với cái đơn vị truyền thông. Nhau vậy ha. Ở đây đó, người thừa kế duy nhất, người tổ chức tang lễ và là cái người quản lý và hưởng thừa kế về tất cả cái quyền người hành hình ảnh của ông nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh chỉ có một mình Hồng Loan mà thôi. Căn cứ vào cái giấy khai sinh cũng như căn cứ vào cái văn bản gửi từ phía chỗ Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đến cho tòa án quận Phú Nhuận, thì rõ ràng một lần nữa khẳng định Hồng Loan chính là người thừa hưởng thừa kế hợp pháp và là người được quyền thừa hưởng tất cả các quyền về hình ảnh, âm thanh, giọng hát, video, là quyền thừa kế về tài sản là phi phi tài sản, à, không chính xác là quyền sở hữu tất cả các tài sản về hình ảnh, âm thanh, giọng hát của ông nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh.